Thưa quý vị, theo số liệu của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tính đến ngày 31 tháng 11 năm 2023, trên địa bàn tỉnh có gần 1.600 đơn vị chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội từ 3 tháng trở lên với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng, ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của hơn 11.600 lao động. Trước tình hình nợ bảo hiểm xã hội gia tăng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ban hành công văn số 18254 về tăng cường công tác quản lý tình hình thu, nộp bảo hiểm xã hội của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu các sở ban ngành và địa phương chủ động phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường công tác quản lý về tình hình thu nộp bảo hiểm xã hội của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn, kịp thời phối hợp hỗ trợ, xử lý khi có hành vi vi phạm nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành tiếp tục nghiên cứu và triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm duy trì ổn định việc làm cho người lao động.